À, đại lúa hân hạnh gặp lại bà con, xin chúc cho bà con mình vụ đông xuân trúng mùa được giá. Thì hôm nay mình trở lại đây xạ phân cho hai cái khuôn nhỏ này. Lúc trước mình chia sẻ là diệt mầm đó, nhưng mà không có xịt quét cỏ lớn đó bà con mình. Thì mình có cái đề là xịt xong rồi lên nước luôn. Đó, thì đúng cái này là xịt xong là lên nước luôn. Là không có quét cỏ lớn. Thì lúa bữa nay được 10 ngày. Thì hai khuôn nhỏ này đây, thì cái này là khu cũng là Chi Tôn An Giang đó, này bên Lương Trà Tây Sáu đó. Chứ không phải là Tây Sáu Vĩnh Phước, này là Tây Sáu Lương Trà đó, giáp với Vĩnh Phước. Thì cái này là giống lúa Đại Thông 8, thì bữa nay 10 ngày giải cử phân đầu là ăn công được 15 kg đấy. Thì lúa này giống hổm lên cũng hơi yếu, cho nên thì nó cũng đều thưa vậy thôi, chứ dày thì không dày, thưa thì cũng không có thưa quá đó, thì nó cũng được thôi. Thì công 15 kg là cái nào cũng bằng nhau, phân UG thì 7,5 kg, còn phân DB thì 7,5 kg đó. DB thì hột xanh của Hồng Hà đấy. Thì mình giải phân cho hai miếng này đây, thì bữa nay đó, bữa nay là được 10 ngày, mà có bữa nay giải thì cũng có cộng thêm là 1 kg bò sữa. Thì lúc trước mình chia sẻ hai cái miếng lô đôi trên Vĩnh Phước á, thì cũng có cộng 1 kg bò sữa là dưỡng rễ này kia cho nó phát triển mạnh, nó xanh lá rồi, xanh cây rồi đó. Thì mình cũng chia sẻ là ở trên Vĩnh Phước nó, thì bữa nay ở bên dưới này thì cũng cộng bò 1 kg bò sữa với 15 kg phân là tính công tầm lớn mình á, công 1.300 đó, 1.296 như 1.300 đó bà con mình đó, như 1.300. Thì lúa này bữa nay được 10 ngày nó cũng cao gì được rồi. Lúc trước thì mình chia sẻ xịt diệt mầm một loại thuốc là Sulfix nó, rồi cộng cái thuốc dưỡng rễ lên, nó tặng cho mấy cái thằng mà nó bị nghẹt ở dưới lú á, lên không nổi, cho nó phát nó lên mạnh lên đó. Thì giống này hôm trước mình xạ thì cũng lên yếu thôi, mình cũng chia sẻ nãy giờ đó. Thì bây giờ mình vô mình chia sẻ cái phân cho bà con mình xem đây. Đấy, thì hai màu, cái màu đen đen là bò sữa, mà là 1 kg bò sữa, còn cái màu xanh là DB Hồng Hà với pha màu trắng là phân UG đó. Đây là bò sữa đó. Cái gói này là cái gói lớn 5 kg một gói, còn hôm trước mình chia sẻ là gói 1 kg. Đấy, thì bò sữa 1 kg, nó cái hột nó đen cho nên chọn vô là thành 3 màu. Thank you.
Rồi thì nãy giờ mình cũng chia sẻ rồi, thì phân đó thì hai loại với cộng thêm 1 kg bò sữa thì cho cái miếng lúa này đây là đài thơm 8 đó bà con mình. Thì hôm mình chia sẻ cũng đầu cái déo mình cũng nói rồi đó, thì mình cũng xin nhắc lại vậy thôi chứ không có cái gì mà lạ mới mẻ. Nhưng mà cái kỹ thuật của anh Tâm mình mằng đấy, kỹ thuật của anh Tâm mình mằng thì lúa 10 ngày thì xả được 15 kg phân, mà phân này thì xả nó hơi nhiều đó, 10 ngày mà xả 15 kg là nó hơi nhiều, tại vì anh thấy là lúa nó hơi thưa thưa nè, xả giống cũng vậy nhưng mà nó lên yếu quá cho nên nó thưa, nó lên yếu đó, lúa nó cũng không có được dày. Thì giống lúa đại thơm thưa thì cũng được, cũng im nhưng mà đừng thưa quá đấy. Thì xả 15 kg này cho nó nở đó bà con mình. Đó, DB với phân UG là phân lạnh hả, hai thứ bằng nhau. Đó, DB nhiều cho nó nở cây nó bụi nè. Đó, tại vì lúa này cũng hơi thưa. Đó, thì cộng thêm 1 kg bò sữa dưỡng siêu ga ghẻ rồi đó, nở bụi á cũng cho nó phát triển mạnh luôn. Còn cái màu lúa, cái màu xanh này á, là cái màu xanh hôm trước xịt diệt mầm á, thì nó lúa lên hơi yếu cho nên tới 3 đêm mà mới xịt được đó. Chứ nếu mà 2 đêm mà xịt á, thì nó cái lúa nó mất sức, nó mất sức với mấy cái thằng mà nó lúa nó nằm dưới là nó sẽ thúi, nó chết luôn, thúi mộng luôn nó, tại vì xịt cái thằng sulfit mà xịt đậm lắm, tới 100 mấy cc đặng, 150 cc đặng. Thì lúc trước mình cũng chia sẻ thì triệt mầm xong rồi 2 ngày sau lên nước luôn, thì cái này 2 ngày lên nước luôn đó, nhưng mà bữa nay nước thì nó hơi khô rồi đó, nó nước nó hơi sắc xuống rồi đó bà con mình. Thì video mình chia sẻ cũng không có gì dài dòng nhiều, cũng chút đỉnh thôi cho bà con mình xem, mình bình luận mình biết kỹ thuật của người này bà con này bằng người kia đó, mặn coi nó có nhiều người có giống nhau không đó, thì mình góp ý nó. Thì nó, hôm nay mình chia sẻ không ai giống ai chân á, khác nhau hết, toàn khác hết đó. Cũng có hai chủ xạ là một công tầm lớn mình là 15 kg, cũng có hai chủ xạ như vậy. Rồi bữa nay anh Tâm này giải thì cũng 15 kg đó. Hai khuôn nhỏ này thì lúc trước ông Út cũng mằng, bây giờ giao quyền cho anh Tâm làm rồi đó. Thì video mình đến đây là hết. Xem và thấy hay và đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận clip tiếp theo, theo dõi rồi bình luận rồi bấm đó, ủng hộ đại lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.